rough off bit. Con người ta cũng đi học quá trời nè. As if there's like compression on the track. Người ta đi coi đèn tối nay và rất là đông, rất là vui luôn. Nhưng mà 6 giờ nó bắt đầu thì trời nó sập tối, cái này còn sáng thì người ta picnic thôi. Lồng đèn, design mấy cái lồng đèn. Thấy tối nay thả đây hai người làm hai cái lồng đèn nó xấu quắc. Còn người này thì điệu đà. Giờ đông là bắt đầu vui, cứ này gần tối rồi, trời nó bắt đầu 6-7 giờ là người ta bắt đầu, người ta sẽ thả những cái lồng đèn mà mình tự tay decorate. Bây giờ thì vừa nhạc rồi vừa có đồ ăn này mọi người. Go ahead. Điều đi thả đèn hết nè. Chuẩn bị xuống thả đèn rồi. Mọi người đều vẽ cây đèn của họ và viết cái gì viết. Two of you? Yes.
Sorry.